Động thái của huấn luyện viên Park trong ngày tuyển Việt Nam thảm bại. Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn dành thời gian theo dõi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia. Trên trang cá nhân, Park Chang-sung, con trai huấn luyện viên Park Hang-seo, đăng hình người bố đang xem bóng đá vào tối ngày 26 tháng 3. Ở màn hình lớn, huấn luyện viên Park bật trận Hàn Quốc gặp Thái Lan. Tuy nhiên, sự chú ý của nhà cầm quân sinh năm 1957 lại đổ dồn về màn hình laptop, nơi đang phát màn so tài giữa tuyển Việt Nam và Indonesia trên sân Mỹ Đình. Có phải thầy Park đang mặc áo của ban huấn luyện Việt Nam cũ hay không? Một cổ động viên bình luận. Ước gì huấn luyện viên Park có mặt trên sân lúc này, người thứ hai cho biết. Mong huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại tuyển quốc gia Việt Nam, một fan khác nói. Dưới thời huấn luyện viên Park, tuyển Việt Nam không hề ngán các đối thủ tại Đông Nam Á. Trước Indonesia, nhà cầm quân người Hàn Quốc có thành tích bất bại, trong đó có 3 chiến thắng, 2 trận hòa. Vào tháng 6 năm 2021, thầy Park cùng học trò nhấn chìm Indonesia 4 bàn không gỡ, cũng ở vòng loại World Cup. Tuy nhiên, sức mạnh của tuyển Indonesia gia tăng đáng kể nhờ sự xuất hiện của dàn cầu thủ nhập tịch thời gian qua. Trong chiến thắng 3-0 trước Việt Nam tại vòng loại 2 World Cup 2026 tối ngày 26 tháng 3, 2 trong số 3 bàn của đội tuyển xứ vạn đảo được ghi bởi những cái tên trở về từ các câu lạc bộ châu Âu. Đó là Jay Aidet, Venjia và Ratna Oramgon, Sittat. Sau trận thua 0-3, VFF và huấn luyện viên Philip Trucci đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang chưa có bến đỗ và đang nằm trong danh sách ứng viên cho ghế nóng trên tuyển quốc gia Việt Nam. Loạt trận vòng loại World Cup tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 6. VFF sẽ có 3 tháng để tìm kiếm huấn luyện viên mới cho đội tuyển. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.